Ngay lúc này, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An đều phát huy cao độ tinh thần, thần tốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bệnh của quân đội. Vì vậy, việc giúp dân là nhiệm vụ làm mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính vừa hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới bên nhì Đặng Thị Hồng Thủy, y tá văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi trở về đơn vị mới. Thế nhưng khi lực lượng quân y chi viện cho tuyến đầu chống dịch, chị Xuân Phong cùng đồng đội thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại quyền Đức Hòa. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi mình được tăng cường đi tiêm vaccine. Tôi tin rằng sẽ đại dịch Covid này sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Ngay khi đến địa phương, lực lượng quân y của tỉnh được chia thành nhiều đội đi đến từng nhà trọ, từng ấp, vào cả khu cách ly phong tỏa để khám sàng lọc tiêm chủng vaccine cho nhân dân. Một ngày làm việc của các đội tiêm bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc có khi đến nửa đêm. Trong bộ đồ bảo hộ kính mít, các chiến sĩ quân y vẫn chu đáo niềm nở với nhân dân, đối mặt với kẻ thù giấu mặt, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ quân y đều cố gắng vượt qua giới hạn sức chịu đựng của bản thân để tiêm chủng nhanh nhất, nhiều nhất với phương châm tất cả vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Tôi đã được thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung đại đội bộ binh Nguyễn Mộc Quá sau 4 đợt. Lần này khi nhận nhiệm vụ truy vết F0, tôi rất vinh dự và sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của thủ trưởng giao để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch trong đợt xuất quân lần thứ năm, 178 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị được tập quấn công tác lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm để tiếp tục lên đường chi diện cho Đức Hòa. Trên mỗi gương mặt, từng đồng chí thể hiện quyết tâm cao, giữ trọn lời thề, kính trọng dân, giúp đỡ dân và bảo vệ dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, vinh dự và tự hào khi trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Dù phải tạm gác là việc cá nhân của gia đình, nén nỗi đau thương khi mất người thân nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn vui vẻ lên đường để chống dịch để đem lại bình yên cho nhân dân trong cuộc chiến gây go quyết liệt với đại dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Chống dịch cứu dân. Gần 12.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đã lên đường chiến đấu với giặc Covid-19. Dù ở trong bệnh viện giả chiến, khu cách ly, phong tỏa hay bám trên những chốt chống dịch, những người lính cụ hồ trên quê hương Long An vẫn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết thắng. Giới quyết tâm sắt đá là mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân, tin tưởng rằng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 sẽ thắng lợi, cuộc sống của nhân dân sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới.